nih mereka kumunya enggak. Mời tất cả mọi người nha. Trong cốc của cá luôn. Úi dồi, nồng tan mỡ. Đấy. Xem có muối không. Hello mọi người nha. Hôm nay Mơ Đại Ca không có nhà rồi kìa. Hôm nay Mơ Đại Ca lại đi quánh cò lẻ ở đâu ấy. Thế nên là hai anh em mình sẽ mang binh khí. Ba Tiêu thần trưởng lên để quánh trụ. Quánh trụ cá nhà Mơ Đại Ca. Thả 2.000 con rô phi. Đấy. Nhưng mà anh ơi, với cả nhiều trắng đen lắm. Mình chỉ mượn tạm cá ăn thôi. Đúng rồi, chẳng qua Mơ Đại Ca hôm nay không có nhà rồi. Mang mang cần lên thử xem cho là cá Mơ Đại Ca khỏe hay là cần mình khỏe nha. Chỉ cần dùng cái lưỡi Ba Tiêu bé tí này thôi. Anh quăng nhanh lên không mau Đại Ca về đấy. Kiểu gì đường nào cho được đường đấy. Úi trời ơi. Ui. Màng Ba Tiêu. Ba. Một cô tặc nhà mau ca. Ui. Trượt rồi. Kinh nhật. Một lần quăng kiểu gì cũng chạm một phát luôn. Môn thể thao này là vừa câu được cá vừa khỏe. Đấy, tập tay này. Tập tay này, bộ môn phi thể thao. Phi thể thao. Cái phi thể thao. Mấy cái chờ đấy, kiểu gì đầy cá mà xem. Câu kiểu này, hỏng hết trái là màu cá. Câu thế nào thì câu, quan trọng là... Đúng rồi. Đấy rồi. Ui kìa. Nó tất ở sát cái bình kìa. Đấy. Ui. Sao bé nó bay kinh đấy nhở. Anh giật nhẹ thôi. Cái lưỡi bé nó phóng ghê lắm mọi người ạ. Đợi nó chìm ra không còn đâu. Nó bay ghê lắm. Đấy. Lúc nãy quại chính một trưởng cái là cá sợ luôn. Anh thì quại, chỗ này có dây điện nhỉ? Có dây. Dán lên đây được thôi. Ui chạy em ơi. Cái nhiều này anh cũng quăng được. Anh ơi để em quăng cho. Mày quăng cái mắc thế. Anh quăng kiểu gì mắc cũng dính được con à. Kìa, nổi dây cơ. Đi sang bên đây. Rô phi nổi đây ở trên đấy. Đường này không được chặt đầu mà đá bóng. Nào gì sang bên này. Này. Anh cố lên. Ôi, ui rồi. Được rồi. Tuột khăn vảy. Đưa một cái vảy này. À, mình giật bé nhẹ quá tại cái lưỡi này nó nhỏ này. Chắc vảy này vảy rô phi anh nhỉ. Vảy rô phi.
Bị tì tin nè. Má cười gỡ. Bỏ ra đây, bỏ ra. Ui kìa kìa. Anh nhìn chỗ mình lắm. Nào, chị cha. Cả chạy đồ hết đấy. Quậy dính một con cá nheo, ui là cá mè ấy. Khoảng chục cân ấy, ui xôi. Cái loại đấy thì nhức người luôn. Em lại có một con cá mè. 20 cân. 20 cân. To lắm. Con đấy về làm gỏi luôn. Làm gỏi cả làng ăn. Anh cố lên. Giá tay rồi chưa được. Cầm mà quăng yếu thế. Này mày cầm đây anh gái. Anh đi ỉa vất đảo. Sao quăng yếu thế. Quăng ỉa quá. Chết rồi. Vào. Anh kéo lên đi thì em vớt cho. Ui, đây rồi. Ui, to thế. Ui, xa. Chạy gớm à. Ui, rồi ôi. Chưa.
Anh ăn gì mấy con rùa phi mà đã ăn hẳn con này? Ui, anh kéo đi. Đấy đấy đấy, luôn từ đâu vào, từ đâu vào. Đấy, nhấc lên nhấc lên. Nặng lắm, con ăn gãy. Gãy đây. Cầm cái này. Gãy đây. Con ăn gãy. Gãy. Làm nào bây giờ nhỉ? Lôi nó sang bên kia. Không, nó sẽ gãy đấy anh ạ. Để nó nổ chuột cái vượt ra con đấy. Thôi. Anh không kéo lên được nữa à? Ui. Không lên được. Phải sang cầu cơ. À, rồi. Để em xem. À đây, xe chỗ cống cái kia. Xe chỗ cống là được. Ui, con này to vãi chưa. Đây, anh dừng ở cống này này. Cho đi một vòng ao luôn anh ạ. Chật lít vợt luôn. Có thể chóng váng với anh em bây giờ. Chênh vây. Con này em nghĩ phải mười mấy cân. Không được không? Không được á? Con này 10 cân. 10 cân. Mà nhìn nó to kiểu ác nhỉ. Ấy, sợ. Ui. Kéo lên. Cẩn thận gãy đi anh. Cầm lấy sách lên. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Mau lại ca kiểu này về thổi mất cá luôn. Ui giời ơi. To thật. Ui giời ơi. Ui. Mà lôi ca vào cái bờ cái tóc hết rồi. Tí này quẩy phải đánh vẩy. Có thể anh đừng ra mồm. Cắn đấy. Răng quả răng nó kiểu. Ăn thịt người rừng Amazon. Giống kiểu con cá gì nhỉ? Cái gì hổ hay sao ấy. Ăn thịt người. Ui. Đóng vào đây thằng nó chết khỏe đấy. Đóng vào đuôi. Ui. 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 To hơn cả người luôn rồi kìa. Kinh thật đấy. Nó bè nó to hơn cả người. Mỗi tôi nó ngắn rồi. Con này mà dài á. Con này mà dài như chấm đèn 30 cân. Làm món gì đây? Món con gà này á? Món lướng à? À thôi, cứ cầm lên kia làm nó đã rồi thì tính. Đi. Thịt nó ra. Đi. Hôm nay Marika không có nhà thoải mái mà. Xử lý. Nhanh lên, không mau đại ca về đấy. Anh nhanh lên, không mau đại ca về đấy. Ui, con này to anh nhỉ. Mãi nhá, mình khả năng không ăn hết đâu. Với cả làm con này to nhanh nhất lắm. Hay là mình ngồi đây mổ nha, để anh đi gọi đồng đội. Không có ai. Tính luôn đến lúc mà đại ca phát hiện thì còn đẩy tội cho nó. Nhưng bây giờ đi gọi đồng đội nào. Cứ ở đây, để anh đi kiếm. Ok anh nhá. Anh đi nhanh lên. Làm món gì đây? Bây giờ anh biết món gì được nhỉ? Chưa biết làm món gì, suy nghĩ từ lúc đấy mà chưa biết làm gì. Ai? Hay là cứ cho ăn lò ấy. Ừ đúng rồi. Bỏ lò. Cái chim này chỉ có nướng ăn mới ngon thôi. Đúng rồi. Nướng. Bây mình khứa đi ra ngoài tí nữa. Ướp muối vào. Bỏ lò. Vậy đợi em. Vậy đợi em mà lấy muối. Muối đây ạ. Em biểu diễn kỹ lăng à. Rồi thành rắc muối. Cho vừa thôi, không tí nữa mặn đấy. Con này nhìn thịt đấy. Săn chưa? Tối thì săn cứng nắc luôn. Quán này ngọt lắm đấy. Anh thử ăn sashimi cá này xem. Nó già. Không, làm gì có ai ăn sashimi cá chim. Anh ăn thử, mình đều lần đầu tiên. À bao giờ anh sẽ làm một mô hình cá
cá cha xong rồi cho mày ăn sashimi nhé. Còn cho mày ăn pịa. Cá cha là như cái cá. À, em biết rồi. Cá cha là cái cá ở dưới cầu tóm này đúng không? Đúng rồi. Chuyên lớp cờ. Xoay xoay lại, xoay lại. Ui, nặng. Từ từ dày thịt rồi. Con này có ba anh em mình ăn không hết được. Nhiều lắm. To. Anh thử nhét tay vào đấy xem. Mà ra con nó phải trong bảo tàng. Chép nó cắn một đứa trước rồi là cước. Mấy mà vạng vào đuôi nó ấy. Mật nè. Sắp muối không? Quê chưa? Ok. Ok. Khinh ra lướng luôn đi anh ạ. Để không tối mất. Đi đi. Đi đi. Để dắt qua một lượt muối đó. Mày xoa không? Thôi, anh nghĩ không cần phải xoa đâu. Cứ thế xoa vào lò thôi. Đúng rồi. Mai xuống nướng rồi. Nướng cơm này ăn nó mới ngọt này. Đấy. À, quên anh ơi. Đây. Đây. Luôn. Đây. Lá chuối vào. Có tao lá chuối nữa. Quên rồi. Úp lá chuối vào để cho nó cháy cho người nhé. Mà nó phải chín. Chín hết bên trong rồi. Đậy lắp vào. Thoải mái luôn. Úp vào khoảng 20 phút nữa là có sản phẩm rồi. Đã chén rồi. À, bây giờ anh em mình bắt đầu thăm cá mọi người nha. Xôi. Vàng óng luôn. Nhưng mà phải cho nó ra để phết thêm cả nước sốt nữa mà nữa. Đấy. Nóng lắm. Lối mạnh tay vào. Nặng à? Ý dồi ôi. Ngon đấy, lôi ra tí nữa đi. Ui, đẹp thế. Ui. Phết thêm tí dầu vào mọi người nha. Chứ chín không? Cắt cơn trước. Mặn lắm đi. Mặn, mặn mùi trắng vậy? Không mặn đâu. Ngoặng ơi. Thái bể tàu bắp cải để xoa xoa đều ấy. Nhanh lên. Đẹp lắm. Phết đều cái nước sốt này lên xong rồi. Nó thấm táp vào ăn nó mới đẳng cấp mọi người ạ. Úi. Đó. Nó ngấm vào hết các cái khe này là ok. Ngọt lắm ấy. Thịt này. Ok mọi người nhá, cho vào nướng thêm khoảng 5 phút nữa tôi sẽ ăn nhá. Ôi, sợi ơi. Đây. Chắc được rồi nhỉ. Dúng nước. Mỡ này, mỡ. Ui. Rồi. Bây giờ để em giúp. Được không? Phủ ra xuống nước bảo không? Được. Bảo không? Bảo. Ui, bảo lắm đấy. Cầm một mép trên lên được. Cầm mép trên không được đâu. Phủ giữ này cho. Để anh đấy. Rồi, bày vào trong đi. Ui, siêu siêu. Miếng ăn cũng khó phết. Chắc một. Chắc rồi. Ok. Nó vướng hổ không xuống, không đi được. Từ ra giữ nha, giữ nha để cầm vào đây đó. Cho ăn chắc á. Chưa. Rồi, ok. Bộ á bạn. Ui, rồi. Bê một phát lên kia luôn. Bóng. Rồi. Oh. Đấy,
ăn được đâu nhỉ? Chỗ nào view đẹp nhất đi anh? Bóng dùng nước vào. Ui giời ơi, con này à, đường thế này ra mỡ linh láng luôn mọi người ạ. Ngồi đây chén luôn, tại ao luôn. Hôm nay Mao Đại Ca còn chơi với về. Chắc khoảng độ đêm rồi, lúc nãy mình cho người gọi là thám thính rồi. Làm bát nước chấm sốt này nữa, đặc cấp luôn. Ôi giời. Cắt con. Đũa hơi mốc tí. Đấy, trắng phêu phêu này, sốt này. Mới đến nào mọi người nhá. Trắng cốc của cá luôn. Cho em cắt cơn phát. Ngọt lắm luôn. Xin mời tất cả mọi người nhá, miếng da cá này. À, giòn nhỉ. Luôn. Bánh đa, bánh đa. Chào tất cả mọi người nhá. Giòn. Bánh đa đấy. Đá cái khúc nầm này, ngậy này. Úi dồi, nầm à. Căn mớ. Đấy. Đợt nọ Mao Đệ à, lên TikTok ấy, xem người ta bán cái mỡ gì, mỡ rán này. Chắc không ngon bằng cái này đâu. Bỏ bớt muối. Một trắng gạt bỏ bớt đi, mặn lắm. Bỏ cái phần đấy thôi, gặm trên này là được. Gạt gạt bỏ bớt đi. Kệ hào ra. Eo ơi, dưới này của nó có cả vảy luôn mọi người ạ. Để em xem có muối không? Bẩm. Để em xem có muối. Rồi, ăn đây. Ui giời. Ngậy. Đặc cấp luôn, đây ngậy lắm. Ui giời. Hơi bỏng tí. Mà nay ai mua cá? Em mà. Ăn ngủ rồi. Ngon. Ngọt cóp được kia rồi. Ngọt mua cá không rồi. Đoạn này có xương. Rủ từ đó lên để nướng cá chim. Ui giời. Cóp mãi mới được. Ngon đấy. Con này to nhỉ? Con này phải nuôi tầm hơn 2 năm rồi đấy, nó mới to này đấy. Hơn 10 cân cơ mà. 10 cân á? Vâng. Cá chim. Cứ bảo người ta con này, người ta bảo là con này nuôi 2 năm rồi, 2 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Nuôi mà cá thịt nó vẫn chắc dài nhỉ? Lúc tả nó phải bằng nơi rồi. Nó cắn bao nhiêu cá con rồi nó mới lớn được thế này đấy. Thịt nó dài chắc. Cái bọn cá chim này mọi người. Chỉ nên nuôi kiểu vài loại mà kiểu nó không cắn phá nhau rồi. Còn đâu á, cá rồng nó cắn cụt hết đuôi. Đấy. Ăn cái đoạn mai vây nó này, ngậy, đoạn này nó béo. Cá mà không béo thì cá không ngon. Em tuần làm lại miếng. Đoạn này nè. Phải hạt bỏ bớt muối. Ê, em kìa anh món bim bim. Đấy. Cái đoạn này ngon, cá thích ăn đoạn mai vây lắm mọi người ạ. Thế. Em khoái một món bim bim rồi. Ngon. Ngon. Này đáng nhẽ phải ướp, thả đi ướp, nướng ngon hơn. Hoặc món này có một món ngon nữa, rán lên, hoặc nướng qua lên nó bắt đầu sốt cà chua nha, ăn hào cơm kinh khủng luôn. Cứ tầm đang đi chơi về nhưng mà đói nha, làm bát canh sốt cà chua, cá chim này, ui xùi. Cầm nguội ăn luôn. Quên sâu. Cảm giác nó cơm nguội ngon lắm.
Thì em biết tại sao ăn cơm nguội ngon không? Đúng rồi, nó đói. Đúng rồi. Cái lúc mà cơm nó nguội ấy, tức là ăn lại cơm. Lúc ấy là đi chơi về nó đói rồi mọi người ạ. Ăn cái gì nó nguội. Đấy. Ăn cơm mình mắm tôm bao giờ chưa? À, đặt cái nồng này. Đợt này mọi người bảo mà đệ gầy quá. Đúng rồi, đợt này mà đệ cao hơn cho nên là gầy mọi người nhá. Đặt cái mỡ này mà béo à. Cơm với đường, cơm với mỡ, cơm với nước mắm rồi. Cơm với mắm tôm mới đẳng cấp. Đúng rồi, cơm nguội mắm tôm đẳng cấp luôn. Con đấy thì ăn chưa thử. Mai anh làm thử cho ăn nhé. Ôi. Nhất là cái món cơm rượu ấy, cơm rượu mà cho thêm đường là ăn ôi giời. Trời ơi. Mỡ. Mỡ. Thơm á. Ăn cũng dai anh nhỉ. Nhưng mà cái vỏ của nó hơi mặn. Tại vì nó nha. Nó lại rắc hơi nhiều muối. Chắc hơi quá tay. À, khám phá bộ răng nó đi vừa ơi. Cho mọi người xem bộ răng của cá hổ nha. Nó kinh khủng hơn cả răng người. Đấy. Con cá gì mà em xem ai trên phim là nó diểm chân với diểm người ấy. Đây này. Kinh tởm luôn. Sợ chưa? Đấy. Răng cứng lắm. Rồi. Kinh không? Tại sao mà người ta bảo là câu cá chim là phải một là phải lưỡi to, hai là phải cái dùng bằng cái dây cáp. Chứ đừng dùng cước mới dù quá. Nó cắn đứt ngay luôn. Qua mai nay anh em mình chơi bộ môn đấy thôi, không bắt được đâu. Môi nó dày này. Đấy cho bạn. Đấy. Môi nó cắn ác lắm. Qua miếng này. Chưa ngon. Chiếu ngon. Má. Cái tiết động. Cái không ngon. Ui, thịt chẳng phao. Ôi giời ôi. Mỡ. Ngon. Bé quên nhau. Ăn mấy cái đoạn ở trên này là chị nó chắc lắm. Nhưng mà má đệ không thích ăn cá khô quá. Bé quên anh em mình vứt hết bịa đi rồi. Để lại bấm bịa. Cái cá mà béo béo ấy, kho lên á, ui giời, ăn cơm mà ngon kinh khủng. Ngon. Ôi. Loan này chắc phải 6 giờ, 5 rưỡi nhỉ. Có khả năng anh em mình xin phép kết thúc clip ở đây nhé mọi người nhá. Để thu dọn hiện trường tí nữa mà đại ca có về thì anh em mình đi chơi nhỉ. Cá mua rồi mai ca về. Thì rủ mà đại ca đi chơi. Anh gì? Bây giờ tới bạn thu dọn cái này về nhà chiến. Ở đây tối nó không có đèn, ăn khó ăn lắm. Ôi, bye bye tất cả mọi người nhá. Anh còn lon và xanh lắm.